Xin chào tất cả khán giả của kênh Mỹ Thuật Việt. Hôm nay mình quay nhật ký ngày thứ tư. Bài sơn thủy đã sang ngày thứ hai rồi. Theo dự kiến là nốt ngày mai sẽ xong. Bài trước mặt của mọi người là bài của anh Phượng. Anh thì có cái tên nhẹ nhàng lắm, nhưng người thì không nhẹ mấy. Nói nhẹ nhàng thì cũng không phải. Cái tên Phượng thì thường là con gái hay ấy hơn đúng không anh nhỉ? Hay tên con gái hơn. Đấy, con gái đấy thì thầy. Anh kiểm tra lại xem nào. Ôi anh ơi, quay vào nó ảo tối rồi. Tối thôi, đẹp quá rồi. Ở ngoài nhìn nó xấu, quay vào đẹp ghê. Cái màn hình là nó lừa vậy này. Nó lừa. Phải nghiêng người ngay. Anh cũng gần xong rồi, gì nữa còn mỗi cái tùng xong. Phải nghiêng người ngay không là quay thấy cái áo ẩn vậy này. Nghe kính. Không không sao thì coi như là áo thì làm rẻ lau luôn. Không áo là nó mang đi để làm rẻ lau, biết là mình bị thế là mới mặc cái áo này. Bài phía trước của anh Hòa. Chào tất cả anh em nhá. Con nào vẽ xong quay chi tiết từng bài. Đây là bài của chú Thành. Anh Thành. À đúng rồi. Trẻ này chú chết rồi. Thành niên quên mất. Thanh niên bị tí máu xấu thôi. Mới có 29 tuổi mà cứ gọi à, bây giờ không phải gọi máu xấu, đây là do là nhuộm lai. Mà cái dạng lai này là hơi khó đấy. Khó nhuộm lắm. Xen kẽ, đen trắng xen kẽ này khó nhuộm lắm. Đã bảo 29 tuổi rồi. Đã bảo 29 tuổi mà cứ gọi chú. Cày phải. Cày. Ô, anh nuôi anh chưa tranh thủ xoa lại cái nước đi, xoa nước mà anh trắng cộng vàng thêm mà. Trắng cộng vàng nuôi như em nó biển đấy, trắng vàng và cái nước vào để cho nó phản chiếu cái sắc của bầu trời xuống một tí nữa. Hôm nay thì có một khách mời, không biết là khách mời hay là điệp viên của CIA. Hôm trước đã một điệp viên rồi, hôm nay thêm một điệp viên nữa, nghe chừng vụ này căng. Mà tối nay nó còn mời nồi nấu nữa, thế là chuẩn bị nó khai thác hết cả thông tin của mình. Càng lắm. Thanh niên được vợ chưa? Chưa, thanh niên chưa vợ. À, thế à? Rất lưu ý hai đối tượng này. Có đấy. Cử đến trung tâm biết là có hành vi gì. Nửa thầy dối bạn. Bây giờ cái hội gì nhỉ? Chờ hay Tết. À hay không? Hay rồi đó, hay rồi đó. Đây là của anh Tấn ở Hà Nam. Anh em họ với bạn Tuấn. Bạn Tuấn ở khóa trước. Anh em họ xa. Nhìn cũng vóc dáng rất giống nhau. Anh định đến đây học có mỗi cái gói trần mây thôi. Nhưng mà thấy anh em vẽ phong cảnh đẹp quá, anh xong rồi anh vẽ luôn. Nhìn rất là trong. Đây là bài của em chiều Cao Bằng. Cao Bằng núi có cao như này không?
Cao hơn cơ. Anh thấy núi này cao lắm rồi. Nhìn cái chỗ đoạn mà trời nhìn ảo phết đấy. Còn cái cây thì làm chưa được. Cây lại chấm âm bản rồi. Lại chấm cái xanh kia vào thì tôi lát nữa lại xoa mây vào nhá. Không nó bị âm bản, cái chấm sau nó lại sáng hơn, lại đậm hơn cái chấm trước. Hải chạy đâu rồi? À quên, ở đâu rồi? Chạy đi tắm à? Nhìn cũng trong lắm mà. Đây là của bài của anh Trinh. Nhưng mà anh vẫn phải sửa cái bờ đất, chứ nhìn của bờ đất của anh nó như chiếc giày. Vâng, nhìn như chiếc giày trượt tuyết ấy. À, trượt patin. Vâng. Tại vì nó phải có bóng đổ, nó không nhìn đấy, nó bờ đất nhìn nó khủng khoảng xấu. Thế tôi nhá. Bắt ông này ra tiền nấu tối. Chíp ơi. Dạ, anh Xé gọi. Chíp. À, em cử chồng em ấy một cái cậu nào xuống đây để gián điệp. Gián điệp anh à. Anh bảo đang hết tiền cắt tóc, bán bút cắt tóc hay có mua không? Anh có cái bút mà bí kíp bao công có mua không? Cái bút đấy là đang trị giá 50 triệu anh đấy. Em không biết là bao nhiêu triệu, nhưng em cứ là em mua anh một bữa đi ăn á. Bữa đi ăn này chúc xe để miễn phí à? Không có đâu. Khôn thế. Khôn gì? Tỉnh đó. Ờ, nhưng mà anh đọc được âm mưu ấy. Nguyện công à. Ờ này kỷ này cử em cử hai cả điệp viên đến đây không biết có âm mưu gì không. Chồng em là nọt cái tốp là học bổng. Đấy em hỏi chồng em xem là học bổng ở đây cấp hình thức như nào nhá, hỏi xem cấp học bổng kiểu gì. Em nói đi. Và ông nào mà học đúng lớp thì nộp thêm tiền và nào qua nữa. Đấy phải học bổng đâu. Hả? Ô, anh Xóa bảo lưu là giữ lại lớp về như thế nào? Có. Bảo lưu đấy. Anh bảo là thích mỗi mình thôi, là định giữ lại thêm độ. Có tên đổi chỗ nào đây? Để phong thủy. Anh đổi chỗ nhỉ? Anh cứ tưởng là chú Vian phải hộ bài. Nó cứ phát em đổi chỗ. À. Thế là cùng ấy à, cùng quê à? Không, các quê chả liên quan gì đâu. Sao nói để bảo là ông nào bảo cùng quê gì ấy nhỉ? Cái chỗ này phong thủy không đẹp đây, cùng quê bên đây. À, xấu ngồi với nhau, tốt về nhau nó không lên. À, đâu. Thế là chỗ ấy nhiều cao thủ quá. Tôi học hỏi. À, rồi. Anh này cứ nghĩ chú là đổi chỗ. Đi quay cho lên YouTube ấy, mở YouTube nó xem. Hôm nay cứ quay à. À đấy. Em tưởng anh. Đấy em làm phải giơ lên. Anh Xóa là dạng cô tiên. Trường to nào tạo toàn họa sĩ là ra đâu, bây giờ là toàn anh em đây ra toàn nhận cao hơn anh rồi. Anh đi nhận tranh trả ai thuê. Bài của anh vào trong lắm. Cái nước mua xa thì rất trong. Nhưng mà nhìn vào đây thì cái chỗ này anh vừa mới bôi trắng à? Bôi trắng nó có cái sống. À, thế là nó khô đi này, làm phất một tí nữa, không nhìn đây nó cứ bị một cục. Cứ đập đi đập thoải mái, xong là nát nữa nó khô thì xoa trắng vào nhá. Xoa trắng xanh vào cho nó êm chút, để nát nữa mình vẽ cái tán cái tùng cho nó đỡ bị cứng. À không phải là đỡ cứng mà nó đỡ bị lẫn vào. Cộng thêm xanh vào, không ngờ ít quá, ít xanh quá, không ngờ là nhìn nó bạc.
Ôi, em vẽ tranh giống kiểu Van Gogh quá rồi. Biết Van Gogh không? Thế thì ra lấy trộm bút của anh. Tất cả đang đổ dồn vào cái cơn sốt bút bút cùn. Em ra lấy trộm ngay cái bút cùn của anh về vẽ. Em ở nhà bán nốt đàn lợn đi, anh đổi một độ bút khác. Đàn... gấp lên đây. Cái bút cùn kia là hơi bị nguy hiểm luôn đấy. Từ từ, lại chơi bay lại quên bài rồi. Trước khi chơi bay thì phải dùng bằng bút đã. Lấy cái bút xong là em để nằm bút xong em lấy màu lâu ấy. À đấy, màu này đúng rồi. Gạt cho nó êm ra. Gạt đi, đấy nếu bút gạt thì nó còn đang chưa khô, gạt đi. Gạt êm ra xong lát nữa mới dùng bay. Này, cậu này rất hay quên bài nha, thôi chịu khó vào cái... Khoa nữa. Không, từ từ, chắc chắn là phải khoa nữa rồi. Vào cái trang web của anh đấy xem những video khóa trước. Xem lại đi, lúc nào rảnh phải chịu khó xem lại luôn thì hay quên màu quá. Cái có em cần bổ sung chỗ nào nữa. Xóa, cứ xóa thêm cái đấy, cái mờ thêm. Mờ thêm cao này. Ừ. Cái thác nước này vẽ đậm thêm. Hai cái thằng này là màu đậm thêm này, màu gần như là màu xanh cái nguyên bản luôn. Đấy, màu xanh coban nguyên bản luôn. Anh nghe trời đấy. Chết, mày chết rồi. Hôm nào tổng kết rồi vợ sang để cho cả lớp liên hoan nhá. Không, ở đây chỉ có mỗi anh Phượng là khỏe thôi. Ở đây thì ai cũng dễ tính lắm. Mà ở đây có anh Phượng là dễ tính nhất lớp. Xúc phạm người nhìn. Xoái thì nói thế thôi, cả lớp này 20 người, có mỗi anh là đứng đắn nhất thôi. Vâng, có mỗi anh 29 tuổi là đứng đắn nhất. Còn nếu mà có khuyến mại thì vẫn chơi, vẫn nhận như thường. À, buổi chiều hôm nay ở lớp mà có chương trình kiểu là đợt này đúng vào dịp 30 tháng 4 thì chắc là cả lớp cũng nghỉ theo dự kiến, nghỉ theo kế hoạch. Cả nước nghỉ thì mình cũng nghỉ. Thế nhưng mà nghỉ thì lại có việc riêng, mỗi người đều về họp lớp rồi hội nhóm riêng, thế là lớp cũng tổ chức trước một ngày. Đến chiều hôm nay là tổ chức. Anh em gặp nhau ở bên ngoài cũng... tất cả như các hội nhóm khác nhưng mà sẽ trước một hôm. Thế là các nhà gọi là gì nhỉ? Các nhà tài trợ. Một số nhà tài trợ thì tài trợ cho anh em. Thì sau cái buổi tối đến bữa tối là mọi người ra quán tổ chức liên hoan trước, xong là theo lịch trình thì đến chiều 29. Ai có nhà thì người về giải tán, còn ai mà nhà xa thì ở lại đây học bài ôn tiếp. Đấy là theo lịch trình của lớp. Thôi mình cũng xin kết thúc cái video nhật ký của ngày thứ tư ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các anh em bạn bè vào ngày mai.